Câu hỏi thứ tư. Có một Phật tử hỏi rằng kính bạch thầy con có một thắc mắc khi lâm chung an táng tốt hay hỏa táng tốt rắc cho ra sông thì có tốt không ạ? Một Phật tử hỏi rằng khi lâm chung thì an táng tốt hay là hỏa táng tốt? Cái nào cũng tốt. An táng cũng tốt mà hỏa táng cũng tốt. Tùy theo cái gì? Cái tâm của chúng ta thôi. Mà một cái điều quan trọng nhất á trong kinh luận Đức Phật dạy mà các tổ sư đặc biệt các tổ sư người ấn quang đại sư và đại lão pháp sư, pháp sư hòa thượng thường tịnh hà không thường dạy á tốt nhất sau khi chết á, chúng ta nên để sau 8 đến 12 tiếng đồng hồ mới động vào thân thể mới di rời thân thể mới tắm rửa cho gì cho cái thân thể đó và thay quần áo và nhập quan phát tang làm gì thì làm sau cái thời gian đó thì chúng ta muốn chôn thì chôn muốn cất muốn thiêu thì thiêu không quan trọng nó chỉ là cái gì cái xác không hồn nữa thôi Chúng ta biết là có những trường hợp chết xong đi hỏa thiêu. Hỏa thiêu xong một cái là về nhập vào con cháu. Cái vong nó nhập vào con cháu hoặc là người thân trong gia đình. Kêu là gì? Nóng lắm. Nóng lắm. Cứ kêu nóng lắm không chịu được. Thế là gì? Cá dòng họ là hoảng loạn lên bảo là gì? và từ giờ trở đi thì từ đấy do thiêu mà gì mà nóng. Thì các vị đấy chỉ nghe là do thiêu mà nóng thôi thì cũng có trường hợp đến nói với chúng tôi thì chết xong bắt đầu đem đi chôn chôn thì chôn ở dưới cánh đồng ấy ở ngoài dưới 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 xuôi chúng ta chôn thì hay giải chôn cánh đồng có nước thì bắt đầu là về thì chôn xong một cái thì là các cụ vong ấy đi về nhập vào người thân trong gia đình bắt đầu là cứ bắt đầu là ngập 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 không nói được và hỏi cái gì cũng không nói được và khi mãi thì khai khẩu vào thì bảo là người nhà thì dìm xuống nước mà chết tức là chôn thì cái chỗ gì có nhiều nước thì chết đuối đó thì lại cũng có những trường hợp chúng tôi gặp rồi do chôn thì có những nơi ở trên cái vùng bán sân địa chôn trên đồi chôn trên đồi thì sau khi chôn xong cái cái vong đó lại về nhập vào người thân và con cháu trong gia đình và người thân và nói rằng là gì là bị ngạt mà chết không thở được cứ ôm họng rồi cứ ôm ôm cổ họng tự mình ôm họng và lăn lộn hỏi gì cũng không nói được và hỏi mãi Rạng mãi rằng mãi á niệm phật hay là dùng cái biện pháp gì đó thì để khai khẩu cho thì nói là gì không thở được vì sao chết ngạt các phật tử chúng ta thử nghĩ xem chọn cách chết ngạt tốt hơn hay là chọn cách chết gì chết đuối chết hơn hay là chọn cách gì chết cháy chết hơn các phật tử chúng ta chọn cách chết nào tốt hơn trong ba cách đó cháy thì nóng nóng mà chết Trôn vùi xuống dưới đất á, thì ngạt mà chết Trôn vùi xuống dưới đất mà đất có nước á, thì gì Cho nước nó vào mà gì Đuối mà chết à, Đuối chết, ngạt chết và nóng chết Ba cái chết đẩy như nhau, ba chết như nhau các vị ạ Cái chết nào cũng như nhau Chết cháy á, thì gì? lửa cháy to thì nó vèo một cái thì chết Mà lửa cháy nhỏ nó cứ từ 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 từ, từ nóng dần mà chết, dãy ruộng mà chết á. Còn nó ngạt đó thì gì? thở, hít vào mà không thở được ra vì cái 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 đất nó, nó dày hàng gì mét 2 mét á nó không thể khí không khí vào không khí dương không thể vào được chỉ có âm khí cho đó hít vào không thể là bật hơi ra được khiến cho chúng ta gì ạc 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 lên thì khó thở ngạt thở mà gì mà chết cũng như thế thôi ngạt nước tương tự như vậy <laughs> đó cho nên ba cái chết đó chết chôn dưới nước thì đuối mà chết đó, thì cũng khổ chết chôn ở trên thì trên đồi trên triển đồi á không có nước á thì ngạt mà chết cũng khổ mà đem vào lò hỏa thiêu á mà thiêu á thì do nóng mà chết cũng khổ vậy làm cách gì cho gì cả ba cái chết này gì đều khổ trong kinh phật bồ tát và các tổ giảng giải có dạy chúng ta là gì ít nhất ngày ấn quang đại sư trong văn sao nói rằng ít nhất phải sau 3 tiếng đồng hồ mới được động vào thân thể con người ta sau khi mới chết đó, thì cứ để nguyên đó ví dụ đem vào trong trong cái giường của họ đó, đem nằm vào đó bắt đầu mắc cái màn lên nếu có người thì thì ngồi chung quanh để niệm Phật cho gọi là trợ niệm thì là tốt nhất hoặc là tụng kinh cho là tốt nhất những ngày pháp sư tỉnh không nói rằng trong cái lúc con người đã chết rồi á hoặc là thoi thóp sắp chết thì cái việc tốt nhất chỉ có nên để dùng một câu a di đà Phật hoặc nam mô a di đà Phật sáu câu a nam mô a di đà Phật sáu chữ nam mô a di đà Phật hoặc bốn chữ a di đà Phật nhất tâm để niệm cho họ hoặc là a mi đà Phật hoặc nam mô a mi đà Phật người nào họ thích niệm a mi lúc họ còn sống bởi bây giờ có rất nhiều người niệm a mi theo hòa thượng trí tịnh cho nên là khi bình thường còn sống họ niệm Nam Mô A Mi đà Phật hoặc A Mi đà Phật đó, thì chúng ta đi trợ niệm thì cứ trợ niệm cho họ bằng A Mi đà Phật hoặc Nam Mô A Mi đà Phật. Còn người nào lúc sống họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì chúng ta cứ thế mà niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cho họ. Đó, vì bây giờ chúng ta phải tùy duyên, người còn sống họ thích niệm A Mi thì niệm A Mi, họ thích niệm A Di thì cũng là niệm A Di cho họ. Đừng công nệ. chúng ta phải tùy nghi phương tiện, tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích. Đó tức là tùy thuận theo cái sự mong cầu mong muốn của chúng sinh thói quen của chúng sinh ấy, mà chúng ta đem lại lợi ích cho họ đó cho nên ở đây chúng tôi mới nói là ngài ấn quang đại sư trong văn sao nói rằng sau khi chết phải 3 tiếng mới được động vào thân thể mới được tắm rửa mới được nhập quan phát tang vì sao ngài ấn quang nói 3 tiếng vì thời trung ngài ấn quang đại sư là trung quốc còn đang có chiến tranh để lâu quá 3 tiếng thì các cái thời gian nó cũng không cho phép cho nên Ấn Quang Đại Sư phương tiện nói là 3 tiếng Nhưng cái thời bình này á, Thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói này Ít nhất phải 8 tiếng cho đến 12 tiếng Để như vậy Để trợ niệm cho họ Nếu các Phật tử là không biết trợ niệm Thì mua lấy cái đài niệm Phật Để lấy cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật Ở trên đầu của cái tử thi của người mất kia Cũng có lợi ích đôi chút Có lợi ích đôi chút nếu mà gia đình mà bất tín không niệm Phật á thì cứ để nguyên trên giường như vậy mắc cái màn lên để cho thầy coi, con mèo con chó thì nó nó nhảy lên à, theo các cụ ngày xưa nói là gì nếu mà người chết mà nằm như vậy mà để cái con mèo á cái cửa sổ phải đóng lại và mắc cái màn lên không có để như vậy cái con mèo từ ngoài cửa sổ hay ở trên nóc nhà hay ở trên sàn nó nhảy xuống á, nó nhảy qua cái người chết á, thì bằng một cái một cái cái hèm nào đó thì mình cũng chưa giải thích được khoa học chưa giải thích mà tôn giáo thì tôi chưa thấy giải thích kỹ nhưng mà miễn là con một cái người chết mà các cụ nói là có người chết nằm như thế này mà con mèo nó nhảy qua một cái thì tự nhiên cái xác chết nó bật dậy mà xác chết các vị biết là chết mấy tiếng đồng hồ về đang nằm như vậy mà tự nhiên bật dậy có những trường hợp nó còn bật dậy còn nhảy nhảy tưng tưng như thế này đấy. thì khủng khiếp lắm thì cả nhà bỏ chạy và sợ sợ và vãi linh hồn nó có khi là bỏ cả cả xác người mất kia mà chạy không ai dám về nhà nữa cho nên cái đấy là các cụ ngày xưa đây là cái 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 cái, cái mà các cha ông chúng ta nhiều đời nhiều kiếp truyền cho nhau đó là người chết nằm cạnh cửa sổ thì phải đóng cửa sổ lại sợ con mèo nó nhảy từ cửa sổ nhảy qua à, mà đặc biệt là cứ mắc cái màn lên đó à, mắc cái màn lên xong để lên đó cho họ thì nằm trong đó ừ. niệm phật hay không niệm phật thì cứ để ít nhất là khoảng 8 tiếng trở lên là yên tâm nhất thì khi đó đem chôn đem thiêu thì cũng cũng vô tử chỉ là cái xác không hồn thôi còn linh hồn đấy thì đã thoát hoàn toàn đã khỏi thân thể rồi đã hoàn toàn khỏi thân thể rồi thì không sao nữa cho nên phật tử này còn hỏi là có nên rắc cho cốt xuống sông hay không? Không quan trọng. Nếu mà sau 8 đến 12 tiếng đồng hồ mà được trợ niệm thì càng tốt. Cái thần thức đã ra khỏi thân thể thì cái cái cho đó đem rắc ra sông rồi kết duyên gì cho các loài thủy tộc thì cũng càng tốt. Cho đó mà ngày xưa các tổ, những vị tổ sư mà hành Bồ Tát Đạo, các ngày cái cho đó còn đem trộn với bột gạo nếp hoặc bột gạo tẻ xay ra, bột gạo bột ngô, bột ngũ cốc xay ra xong trộn lẫn với nhau xong rồi cho nước nó sệt 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 ra xong ném xuống dưới thẳng dưới ấy, để kết duyên với gì các loài thủy tộc tức là cho nó một bữa ăn lúc sống chúng ta chẳng gì chẳng làm được lợi gì nhiều bây giờ lúc chết tận dụng chút xương này để gieo duyên với loài thủy tộc đó. nhiều vị thiền sư nhiều vị pháp sư nhiều vị đại sư tu hành đắc đạo thì các ngài hay phát cái đại nguyện đó. đó như ở bên tây tạng chúng ta thấy này các vị tu sĩ và các Phật tử họ phát đại bồ đề tâm hành bồ tát đạo sau khi chết họ di trúc là cái thân thể của họ mang lên trên núi đem dốc cắt ra từng bộ phận nhỏ cắt hết băm thịt thật nhỏ ra để cho các loài chim kền kền và các loài muông cầy muông thú gì nó ăn xương cũng đem chặt ra từng khúc nhỏ nhỏ gì, cho con cáo rồi con sói nó xuống nó gặm nó mang đi nó ăn còn thịt thì cho thì kền kền và các loài chim loài sóc nó ăn dốc ra như thế tôi xem hai cái đĩa như vậy rồi một cái đĩa ngày xưa có hòa thượng viện chủ chủ hưng thượng viên hạ thành đi sang tây tạng và ghi lại tôi xem ngày đầu tôi xem tôi 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 hoảng tôi không dám xem nữa nhưng mà năm mấy năm vừa qua tôi lại xem lại một cái đĩa của thầy chân thích chân tính ở chùa hoàng pháp đi thăm ấn độ và thăm tây tạng ngài cũng quay lại cái đó và về tôi xem thế sớm sớn cả gây ốc lên nhưng lần thứ hai thì tôi xem được trọn vẹn lần đầu tiên tôi xem một tí là tôi sợ quá tôi không dám xem nữa à. vì tôi cho rằng gì đấy là gì? là một cái việc làm là gọi là khủng khiếp người ta chết rồi mà còn thì còn dốc xẻo này này các vị biết tôi nhìn thấy cái cái đĩa của thường tọa cố hòa thường chủ hương ngày xưa khi đó ngày mới là thường tọa đó quay hay còn để quay người ta xẻo người ta xẻo người ta cắt cắt cái dao nó cùn cùn cứ cắt cắt cứ cứa này đó. cắt như như bà bán hàng thịt ở ngoài chợ bà bán hàng thịt ngoài chợ cắt như thế nào thì chúng ta thấy cái đội mà làm cái nghi lễ của tây tạng để 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 để, để, để cắt mổ xẻ thịt người cho các chim thú ở người ta ăn bên Tây Tạng cũng như thế. Đấy, cũng khiếp lắm. Nhưng mà thôi đấy là cái văn hóa, cái nghi thức của họ. Thì chúng ta không thể nói họ là ngoại đạo được, đấy là cái nghi thức của họ. Chúng ta có trên thế giới này có rất nhiều những cái gì, cái nghi thức mà chúng các niềm tin tôn giáo mà chúng ta chưa thể khám phá hết được. Thì đấy cho nên trả lời Phật tử là rắc ra sông hay là như thế nào đó cũng không quan trọng lắm đâu. chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sinh về nước cực lạc